Mình là một trong những người rất là may mắn được xem bộ phim Gái Già Lắm Chiêu Vi đầu tiên. Thì sau khi mà xem xong bộ phim, thật sự là nó để lại những cái ấn tượng rất là có thể nói là nhiều cảm xúc và nhiều cái ấn tượng mạnh đối với mình á. Chị em trong một cái gia đình đó thì nó rất là thiêng liêng, rất được rồi là thể hiện rất là tốt bởi Lý Lệ Hà và Lý Linh. Thì Nhung, mỗi lần Nhung coi tới cái đoạn đó thì Nhung có rất là nhiều tình cảm dành cho họ. Đây là một cái lần rất là khác biệt của cái series Gái Già Lắm Chiêu. Lần này nó sâu sắc hơn, nó có một cái nói về phụ nữ nhiều hơn. Năm cho đến giây phút cuối cùng bước chân ra khỏi rạp thì thật sự nước mắt mình vẫn còn ở trên tròng mắt và không thể dừng lại được, vì mình cảm thấy rất là xúc động. Diễn viên thật sự diễn xuất rất là tốt, và cái câu chuyện nó làm mình theo dõi từ đầu đến cuối, rất là mình rất là bất ngờ về cái kết, cũng như là về cái sự thông minh tài giỏi của tất cả các diễn viên và cả đạo diễn nữa. Em phim Gái Già Lắm Chiêu năm thì Phong rất là thích nội cốt truyện và những cái cảnh quay rất là hoành tráng, màu sắc, tất cả những cái prop trong phim đều rất là wow. Trong phim thì thật sự là mình cảm thấy vô cùng là mãn nhãn qua hết những cái thước phim, từ những cái thước phim này qua những cái thước phim khác. Cốt truyện nó làm cho mình phải theo dõi liên tục và rất hồi hộp, và có những cái cuối phim là mình sẽ đã khóc luôn, không chừng bây giờ mắt mình vẫn còn hơi nước mắt luôn á. Diễn xuất, nội dung của các diễn viên và câu chuyện của phim quá hấp dẫn, quá xuất sắc. Bây giờ thực sự mình muốn phải đi coi thêm một lần nữa đây. Hãy nhanh chóng đặt vé để đi xem bộ phim Gái Già Lắm Chiêu này, bởi những thước phim rất đẹp và có thể thưởng thức tất cả những cái tài năng diễn xuất của nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, rồi Cathy Nguyễn và cô Hồng Vân nữa, còn rất là rất rất nhiều những nghệ sĩ khác ở trong bộ phim đó.